cả nhà. Rất vui vì được quay lại một video tiếp theo nha cả nhà. Đây là xe Miss Malaysia, quả dài hàng nhập khẩu về nha cả nhà nhé. Đây về hàng một xe to luôn. Cây đẹp nha các bác nhé. Chuyển cây xuống hạ cây làm sao cho nó không bị dập nát. Hàng cây này nó là một cái dạng gọi là hàng hoa, nó phải được nâng niu. Tuy nhiên những người đã có trình độ rồi thì không cần phải nâng niu nhiều, nếu người ta làm đúng cách thì nó không thể nào hỏng được. Toàn dai đẹp luôn. Cho hết vào đi. Đấy, rất nhiều nhá cả nhà nhá. Cây về rất nhiều luôn. Đấy, các bác có nhìn thấy quả Miss Malaysia kia không ạ? Mỗi người một quả bê đi rồi, mỗi người một quả một góc bê rồi. Quả to phạc luôn. Hàng rất nhiều, rất đẹp nha các bác nhé. Cả sơ luôn. Chị tưởng em ăn rồi. Tưởng ăn rồi. Rất đẹp nha các bác. Mầm cũng bụng, thân cũng đẹp.
vườn thôi, có khách đặt 3.000. Có một cái điều đặc biệt ở cái mít Malai quả dài này đấy là cà sơ cũng rất là ngọt, cà sơ cũng rất là ngon. Đẹp nhỉ, cái lô này gốc đẹp thế, đều thế, đẹp kinh khủng luôn các bác. Đủ 3.000 mấy này chưa anh? Chưa được, cả cái kia nữa. Tất tần tật cả cái lô kia là được 3.000 nhỉ? Lúc nào đủ, hai bên là đủ 3.000. Các bác mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em nhé. Cái công việc của em bận lắm không phải em check được. Thường thì em không check được Zalo ngay, hoặc là điện thoại em có lúc nghe được, có lúc không ấy. Mong các bác hết sức là thông cảm. Có những bác nhắn tin nó trôi xuống dưới, xong các bác không nhắn lại nó không nổi lên, em cũng không làm gì được ấy. Mong các bác cũng phải thông cảm cho em nhé. Đấy, chia sẻ với các bác thế. Muộn cái gì tắc đường à. Rất mong các bác ủng hộ cho kênh của chúng em và chia sẻ để cho bà con biết về giống mít Malai quả dài như thế nào để các bác mua được chuẩn giống và đúng giống. Nếu không phải là bầu đất như thế này nhá. Không phải bầu đất như này nó không phải là Malai quả dài các bác nhé. Đây bầu đất này, bầu khá là nặng hơn 1 cân một bầu. Đầu ngoài kia đi thôi. Rồi em chào các bác nhé.